Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về lễ phát thưởng học sinh xuất sắc tại Norfolk, Virginia do Khu Duyên Huyền thực hiện. Theo chiều hướng phát triển những sinh hoạt của cộng đồng ở nơi đây, và cũng để áp dụng câu nói rất đúng của người xưa, muốn xây dựng đất nước, trước hết phải biết phát triển ngành giáo dục. Muốn trị nước, phải biết trọng dụng người tài. Cũng chính vì muốn góp một bàn tay để xây dựng đất nước sau này, người Việt vùng Hampton Roads, Virginia, có tổ chức một buổi phát thưởng cho học sinh xuất sắc, khuyến học niên khóa 2014-2015 vào lúc 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 2015 tại First Baptist Church in Norfolk, Virginia. Xin mời quý khán thính giả của đài SB10 cùng theo dõi buổi phát thưởng. Sau phần phát biểu cũng như gửi lời chào mừng đến với chương trình khuyến học từ ông Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Anh Dũng, của trường Mỹ Linh, Phó Chủ tịch cũng chia sẻ, đã có một khoảng thời gian dài, tôi không biết quan tâm đến nguồn gốc của tôi là người Việt. Nhưng bây giờ, tôi thật sự hãnh diện là một người con của nước Việt. Và hôm nay, tôi thách thức các em khi trở về nhà, hãy tìm hiểu về cội nguồn gốc gác lịch sử của chính mình. Và lần sau trở lại, tôi muốn trao tặng một món quà đặc biệt cho học sinh nào đoạt giải xuất sắc vào năm học tới, học sinh nào thật sự tìm hiểu và học hỏi, cũng như hãnh diện về thế hệ người Việt của chính mình. I think that I will get this again next year because I have a wonderful family that supports me. Thanks, Mom, for every support that you do for me. Well, I want to thank my whole family for giving me support and believing me to do the right thing. All right, thank you. Are we going to do this again next year, con? I don't know, but I want to thank my parents and my teachers for being there. Okay. So in order to earn $1,000, what do you have to do? You have to work for what you want. So you can't just be like, yeah, I want it, but I'm not going to do anything. You have to actually put effort into what you want. That's right. Awesome. Beautiful one. Hi. I feel proud of being a part of the Vietnamese community, and I want to thank my parents because they're what I achieved today is not just myself, but it's a team effort. Con muốn cảm ơn ba mẹ của con tại ba mẹ làm nhiều lắm cho con mà không có muốn gì in return. Em được biết anh bác sĩ Hoàng Hải là được mời một trong những người làm ban giám khảo để chọn các em học sinh giỏi ra của ngày hôm nay. Và em cũng được biết là anh đến từ một cộng đồng rất là lớn ở trên Fort Church. Thì khi anh xuống đây với một cộng đồng nhỏ như vậy thì anh có cảm giác như thế nào? Anh có gì muốn chia sẻ với tụi em hay không? Thứ nhất là mình cảm thấy rất là vinh hạnh được mời làm một trong ba người giám khảo cho cái cuộc khuyến học của vùng này. Cái lý do mình chấp nhận làm giám khảo là mình muốn góp một phần để cho các bạn trẻ người Việt ở đây thành công hơn ở đất nước Hoa Kỳ này. Và mình nghĩ đây là một cái chương trình rất là tốt. Các bạn bè trong cộng đồng nên tham gia chương trình này nhiều hơn để mình khuyến khích các thế hệ mới tiếp bước cha anh và làm rạng danh cho cộng đồng Vietnamese Americans. Okay, Quốc Tuấn Nguyễn, I understand that you won the first place for with GPA what? 4.4. Okay. You have any message that you want to send to the youth of Vietnamese American in this community? I would like to say that always listen to your parents because most of the time they're right. And if you work hard in school and make sure you always try to do your best at everything you do, then you'll succeed. Con được 1,000 này, con tính làm gì với 1,000 này? Mua school supply, college, and yeah. Gia đình Sư đoàn 18 Bộ Binh trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu và gia đình đến tham dự ngày hội ngộ gia đình Sư đoàn 18 tổ chức vào hai ngày 17 và 18 tháng 10 2015. Tiền hội ngộ thứ bảy 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại phòng hội ngộ Del Amo Mobile Home 9573 Bosa Avenue, Westminster, California 92683. Chủ nhật 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại nhà hàng Seafood Palace 6731 Westminster Avenue, Westminster, California 92683. 10 Mỹ Kim cho tiền hội ngộ và 40 Mỹ Kim cho tiệc hội ngộ. Liên lạc Tô Phạm Thái 714-412-9013, Nguyễn Hữu Nhân 408-224-4800.
Trân trọng kính mời quý niên trưởng, huynh trưởng, chiến hữu và thân hữu cùng gia đình ủng hộ và tham dự đêm hội ngộ Mùa thu Alpha gọi ta về do Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 2015 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên lạc Lê Tiến Dũng 703-470-1444 hay Nguyễn Hưng Thái 703-655-7402. Minh Auto Repairs, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân hữu và khách hàng. Công ty của người Việt đã phục vụ quý đồng hương trên 30 năm vùng Hoa Thịnh Đốn. Traditional Auto Body đảm trách các dịch vụ. Auto Body Shop, định giá trước cho bảo hiểm xe của quý vị, chính xác, nhanh chóng và miễn phí. Minh Auto Repairs nhận sửa tất cả các loại xe Mỹ và ngoại quốc. Bán mua, đổi xe cũ, bảo đảm 3 tháng, giới thiệu chương trình mua xe mới Hyundai với giá hợp thời trang và vừa túi tiền. Xin liên lạc anh Minh Professional Auto Body 619 Burnside Place, Alexandria, Virginia 22304, điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển đạo cao đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại, Hội Cao đài Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn đã được thành lập với sự hỗ trợ của Ban Thế đạo hải ngoại và cơ quan đại diện Cao đài hải ngoại Tòa Thánh Tây Ninh. Hội được phép hoạt động có nhiệm vụ hình thành cơ sở hành chánh đạo và thực hiện kế hoạch xây cất thánh thất tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi xin kính mời quý đồng đạo ở khắp nơi, nhất là vùng Hoa Thịnh Đốn, vui lòng đến liên lạc tại địa chỉ 304 Hillwood Avenue, phòng 302A, Fortress, Virginia 22046, hay điện thoại 703-942-5673 hoặc email caodaifoundation@gmail.com. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Hội Tết Trung Thu 2015 do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Solot và Gia đình Phật tử Thiện Sinh Chùa Liên Hoa tổ chức, vui chơi cho các em thiếu nhi trong cộng đồng, gồm nhiều trò chơi như múa lân, thi lồng đèn, tại Mission Church 3100 Sylvan Drive, Charlotte, North Carolina 28209 vào Chủ nhật 27 tháng 9 2015 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Mọi chi tiết xin liên lạc Thu Hương 704-607-7761, Ryan Hồng 949-243-6277. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi ra mắt sách Tấm lòng trải rộng của tác giả Phạm Xuân Thái vào lúc 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 30 tháng 8 2015 tại Provident Recreation Center 7525 Mark Drive, Fortress, Virginia 22042. Tất cả số tiền thu được trong buổi ra mắt sách sẽ được trao tặng cho hội thiện nguyện trong vùng. Mọi chi tiết xin liên lạc Phạm Xuân Thái 703-371-1589 hay 703-441-3086. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình cầu bằng tin qua tin đồn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.